Năm nay Arizona mùa monsoon đó, mưa nhiều hơn đặc biệt. Mưa trời chuyển mưa hầu như là mỗi ngày luôn. Nhưng mà mưa thì khoảng chừng một tuần mưa khoảng chừng một lần hay hai lần. Cho nên cái độ nó giữ khoảng chừng 100 cho tới 107 là dữ lắm rồi. Cho nên bắt đầu cây cối nó đỡ hơn, nó tốt lại từ từ chứ nó chưa có hẳn. Tại bữa nó cũng lên tới 116, 100 cỡ 116 vài ngày á. Cho nên cũng nóng nhưng mà bắt đầu nó xuống từ từ rồi. Cây này cây khế ha. Thì vụ hôm nay á, là vụ bắt đầu vụ tỉa nó bớt nè, tỉa cành á. Tỉa mấy cái cành nào mà nó dài thiệt dài á, như cây khế á, mấy cái nhánh mà nó dài thiệt dài rồi nó bắt đầu nó quằn xuống á, thì mình bấm cái đọt á để cho nó bắt đầu nó túa cái cành nó ra nó đẹp hơn. Như là vụ cắt hai cái nhánh ở trên nè, bữa tự nhiên nó có hai cái nhánh ở trên nè, nó đi lên cao thì cao, nó cao nghiêu nghiêu trên đó, gió này kia quá cho nên vụ cắt ngang cái đầu nó chỗ đó một cái rồi mấy cái nhánh này vũ tỉa bớt hết. Nhìn qua cây này ngay cái cây này rồi bây giờ làm sao tỉa đây, vũ không biết bắt đầu từ đâu rồi mà tỉa bao nhiêu luôn, quá trời luôn, nó quằn nó tùm lum, nó cái nhánh mà theo nó tốt mà nó quằn xuống tới cái đất luôn nè, thấy không? Cái nhánh nó thì nó nằm lúc cái trên này nè mà nó nặng nó quằn xuống gần nó đụng đất luôn á. Bây giờ tỉa thì phải tỉa, chắc phải tỉa nhiều lắm á. Đó. Cắt giống như cái này là cái nhánh này nó dài quá nè, cắt bỏ một chừng một feet ngay cái nhánh đó, tại cái nhánh nó tới 3 feet lận ha, thì mình cắt bỏ 1/3 đi cái đầu nó đi đó. Ở trong đây á, mấy cái nhánh mà ở trong giống vậy á nó mọc tùm lum tùm la đi vô trong á thì mình nên cắt bỏ đi, nhưng mình đừng có để, mình phải tỉa nó bớt lại chứ để nó tùm quá thì nó sẽ không có đủ sức để mà ra bông ra trái. Nó mới có ra đi nữa thì nó cũng nhiều quá đi. Nhiều quá thì sao? Nhiều quá thì nó sẽ không đậu. Hoặc là nó đậu rồi nó cũng sẽ rụng hết thôi. Cho nên mình ít cành, ít lá thôi. Nhưng mà khi mà nó ra nó sẽ dễ đậu trái hơn và nó sẽ cái trái nó sẽ tốt hơn ha. Giống như mấy cái nhánh nè, 3-4 nhánh trong đây nè thì mình phải cắt bỏ nè. Đó. Vậy mấy cái nhánh khô mà chết này kia nọ thì cắt sát luôn. Đó. Rồi bây giờ là mình tỉa xong rồi ha, là cái cây Vũ sẽ quay cho mọi người xem rồi nha. Hơi nặng tay chút xíu ha, nhưng mà phải như vậy thôi. Tại vì nó mà bự quá, cái tàn nó nhiều quá, nó xanh quá thì nó cũng không có ra trái cho mình nhiều. Mình muốn trái mà chứ đâu phải mình muốn nhiều cành đâu, đúng không? Đó, bây giờ tỉa quá trời tỉa luôn, cắt quá trời cắt luôn. Làm cách nào để cho cái cây khế nó ra hoa, hay là mình trợ giúp nó ra hoa thôi ha. Như cái cây này á là cái cây từ hột, nó chưa có bao giờ ra bông hết, nhưng mà bây giờ Vũ sẽ áp dụng cái phương pháp này để mong là nó sẽ ra bông năm nay, nó sẽ mùa này nó mùa mùa fall này nó sẽ ra bông ha. Và đây là cái cách Vũ làm, Vũ sẽ cũng làm cho cái cây bự bên đây của Vũ luôn, nhưng mà cái cây này nó đã ra bông ra trái rồi thì nó sẽ dễ hơn, là chắc chắn là 90% là nó sẽ ra bông. Nó dưới cái gốc á thì Vũ sẽ bón lân với lại kali. Thì cái đây là Vũ có cái này là bone meal, organic bone meal mua Home Depot á. Thì thường thường á nó có sẽ có 3 số ha. Như cái này nó có là 4-12-0, thì là cái đạm á là nitrogen nó là 4. Còn cái chính giữa này á là phosphorus là lân đó thì 12, còn cái kali á là 0. Cái này thì nó không có phải là hoàn hảo, nhưng mà tại vì cái nó có một chút xíu đạm nè, nhưng mà cái số này nó thấp cho nên cũng không sao. Nhưng mà bón cái này đó thì lại thiếu kali, mình muốn bón một chút xíu lân thì cao, mình muốn kali thì cũng có một chút xíu ha, cho nên nó này nó thiếu kali. Cho nên bữa là Vũ có mua cái bịch này, thì cái bịch này đó là chỉ là kali thôi. Bịch này thì đạm có, lân có, chỉ là kali 60. Cho nên hồi nãy là Vũ sẽ nãy là Vũ đã bón khoảng 3 cái xuống giống vậy này vô cái này nữa ha. Thì bây giờ cái thêm á, tại vì cái phân mà Vũ dùng á nó có thiếu cái kali, cho nên là bây giờ Vũ sẽ bỏ thêm một chút xíu kali nữa. Đó. Cũng cái rìa rìa bên ngoài thôi, không có cần phải sát vô cái gốc, xích xích ra bên ngoài khoảng chừng ba cái, tại cái này cái số nó cao đó, nó không không tới 60 lần ha, cho nên mình để ít thôi đó. Rồi sau đó là Vũ sẽ lấy cái xuống này nè, Vũ xới xới nó lên. Cái này là chỉ để cho nó dính vô cái đất thôi, đừng có trôi đi. Rồi mình phủ cái wood chip này lại. Rồi xong rồi sau đó đó mình sẽ tưới nước một lần, mình tưới nước đẫm một lần. Rồi thôi là mình không tưới nước nữa, khoảng chừng
năm hay cho tới một tuần lễ đó, mình để cho nó hơi ráo ráo lại ha. Rồi mình tùy theo cái thời tiết của mình đó nha, mình đừng có để cho cái cây nó bị quá khô và nó héo ha. Nhưng mình muốn ngắt nước một chút để cho cái cây nó có thể nó kiểu như là nó kích thích để cho nó ra bông ra trái ha. Thiếu nước một chút thì cái cây nó sẽ nghĩ là nó thiếu nước rồi, bây giờ nó sắp chết rồi thì nó phải ra bông ra trái ha, để lại đời sau thì mình làm vậy rồi đó. Vậy thôi chứ cũng không có gì khó. Mình thử thử cái cây này năm nay nó có ra bông hay không nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha.